Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố được thiết kế có thang máy rất là đẹp, nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ thuộc đường Phan Huy Ích thuộc phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến khách hàng. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 18m và được anh chị chủ nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và bốn lầu, đúc theo kiểu tầng lấn ngược. Căn nhà mình thì được thiết kế có thang máy, có trọng tải lên đến 500kg và được thiết kế lên đến tận sân thượng thì rất là thuận tiện đến khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh với tất cả các loại ngành nghề. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại, mình sẽ có khu vực ở dưới tầng trệt thì có gara để xe hơi, phòng khách phía sau và không gian phòng bếp thì được anh chị nhà thiết kế đưa lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Cũng như phía bên trên tầng lửng không gian phòng bếp thì mình sẽ có một cái khoảng sân ở phía trước, phía bên ngoài được anh chị nhà sắm cho mình có một bộ bàn ghế để mình ra bên ngoài mình vui chơi cũng như hóng mát, và hai lầu thì mình sẽ có bốn phòng ngủ chính cũng như mỗi phòng ngủ thì mình đều có nhà vệ sinh riêng. Và riêng khu vực lầu 3 thì được anh chị nhà thiết kế phía trước mình có khoảng không gian phòng thờ cũng như sân thượng và có phòng karaoke ở phía sau, và phía bên trên thì mình sẽ có sân thượng trước và sân thượng sau, cũng như khu vực sân thượng trước thì được anh chị nhà thiết kế cho mình có một cái bếp ở phía bên trên, mình có thể là mở tiệc ăn nhậu cuối tuần ở khu vực phía bên trên sân thượng của căn nhà, cũng như là mình làm cái quầy bar để mình có thể lên trên đó mình uống nước cũng như thưởng thức những tách trà, tách cà phê. Với căn nhà được thiết kế có thang máy, có trọng tải lên đến 500kg thì rất là thuận tiện để khách hàng di chuyển cũng như mua để ở và mở văn phòng công ty. Với con đường ở phía trước căn nhà mình rộng lên đến
Con đường này rộng đến 10 mét, hai bên có vỉa hè, cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Khu này thì đã xây dựng xong và chỉ còn sót lại một hai căn nhà thì đang được anh chị cũng như chuẩn bị xây dựng tiếp với khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Một khu nhà lầu trong khu này thì mình có khoảng độ gần 100 căn và đã xây dựng cũng như đã bán sắp hết rồi, thì chỉ còn sót lại một số căn. Thì hôm nay nhà đất Hoàng Tiến xin quay video để gửi đến cho khách hàng đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình căn nhà có thang máy nằm tại trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này thì được thiết kế tới một trệt một lửng và tới 4 lầu. Thì mình sẽ có phòng tập thể dục, phòng karaoke, phòng thờ, phòng giặt và mình có tới 4 phòng ngủ chính cũng như 7 nhà vệ sinh. Và phía bên trên mình có sân thượng phía trước cũng như sân thượng phía sau. Và căn nhà mình thì được thiết kế có phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì phía ngoài sẽ có một cái khoảng vỉa hè khoảng độ hơn 2 mét mình để xe gắn máy. Và kế tiếp mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và khu vực bên trong là khu vực để gara, để xe hơi. Thì căn nhà mình có bề dài lên đến 18 mét được anh chị nhà thiết kế, thì mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Và đây là một chiếc xe hơi 7 chỗ được anh chị nhà đã bỏ sẵn vào bên trong căn nhà. Và ngoài khu vực xe hơi ra thì mình có thể để được tất cả các loại xe hơi cũng như xe gắn máy. Khu vực gara này thì sàn nhà mình được lót gạch đá 60 1m2, hai bên tường thì mình có những cái mảng tường được ốp 3D trang trí rất là đẹp và hệ thống đèn chiếu sáng, cũng như sàn nhà mình có đổ bê tông cho nên là gia đình mình có thể để xe hơi vào bên trong và mình sẽ không sợ bị lún. Cũng như di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có những cái bậc tam cấp để mình di chuyển lên khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Với căn nhà được thiết kế có thang máy rất là đẹp và khu vực ở dưới tầng trệt thì mình sẽ có một cái sàn rửa ở phía ngoài, cái nhà vệ sinh ở bên trong mình phục vụ cho khu vực không gian phòng khách và khu vực gara để xe hơi ở dưới tầng trệt của căn nhà. Cũng như di chuyển lên khu vực cầu thang thì mình sẽ có một cái cầu thang máy cũng như một cái cầu thang bộ. Và cầu thang máy với lại cầu thang bộ này thì được thiết kế mình có giếng trời để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Với cầu thang máy có trọng tải lên đến 500 kg thì mình có thể vận chuyển cũng như đồ đạc và gia đình mình sử dụng rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với không gian phòng khách được cái chủ nhà thiết kế rất là dài và rất là rộng cũng như rất là đẹp. Phía bên trên thì mình có hệ thống đèn chiếu sáng, đèn chùm và hai bên tường thì mình có những cái mảng tường được ốp 3D trang trí rất là đẹp. Phía sau thì mình có một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng. Được cái chủ nhà trồng cho mình có một cái cây táo ở bên trong và có những mảng tường được ốp gỗ trang trí và đi hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và phía sau mình có một cái giếng trời khoảng độ lên đến gần 1 mét để mình lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Đây là khu vực không gian phòng khách. Nhìn từ phía bên trong ra bên ngoài, một căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại và trẻ trung. Căn nhà được thiết kế có thang máy nằm tại trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, một con đường kết nối giữa trục đường Trường Chinh qua trục đường Quang Trung cũng như Tân Sơn Phạm Văn Bạch rất là thuận tiện. Với căn nhà nằm tại trục đường Phan Huy Ích. Đây là khu vực mặt tiền phía bên trong không gian phòng khách của căn nhà. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp và đặc biệt của căn nhà mình thì nằm gần với lại chợ Phạm Văn Bạch, rất là thuận tiện để mình có thể di chuyển về trung tâm thành phố như sân bay bằng con đường Trường Chinh hoặc là đường Tân Sơn Phạm Văn Bạch, rất là thuận tiện. Với cầu thang máy được thiết kế có trọng tải lên đến 450 kg để gia đình mình di chuyển rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và mình có một cái cầu thang bộ được thiết kế rất là đẹp. Đặc biệt phía trên không gian phòng bếp này, tầng lửng này mình sẽ có một cái giếng trời ở phía bên trong. Và bên ngoài thì mình có thêm một cái khoảng sân ở phía trước để mình vui chơi và hóng mát.
Khi mình lên không gian phòng bếp của căn nhà, đây là khu vực không gian phòng bếp. Bên trong thì mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế tặng kèm, cũng như tủ lạnh, tủ hai cánh lớn, và mình có những cái mảng tường được ốp 3D trang trí rất là đẹp. Và không gian phòng bếp thì tủ bếp, kệ bếp căn nhà được làm bằng chất liệu gỗ an cường rất là đẹp. Bên trong thì mình sẽ có máy đóng đếm gạo, quạt hút khử mùi, và hệ thống để mình để chén bát, cũng như đây là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Căn nhà được thiết kế với phong cách hiện đại trẻ trung, và phong cách rất là đẹp. Và phía trước thì mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh để mở ra khu vực khoảng sân ở phía trước căn nhà. Được anh chủ nhà thiết kế cho mình có một cái bộ bàn ghế để mình vui chơi hóng mát bên ngoài, và những cái hàng cây được anh chủ nhà trang trí rất là đẹp. Cũng như đây là khu vực ở phía bên ngoài của căn nhà, khu nhà lầu đồng bộ, và mình sẽ chiếu lại cái khu vực phía bên ngoài, cũng như di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ lầu 1 để khách hàng tham quan. Với căn nhà được thiết kế có tới 6 phòng, anh chị thiết kế, chị trừ ra cho mình một phòng để mình làm phòng sinh hoạt chung, cũng như mình sẽ có một phòng karaoke. Phòng karaoke rất là đẳng cấp. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà, sẽ đến với lại không gian phòng ngủ phía trước, phòng ngủ số 1 của căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế bên trong, cửa căn nhà mình được làm bằng bản nguyên khối gỗ cam xe, rất là bền và rất là đẹp. Giống như cánh cửa thì mình có những cái mảng chỉ ấy, nổi trang trí rất là đẹp. Và bên trong là khu vực không gian phòng phòng ngủ căn nhà, thì mình sẽ có đầy đủ nội thất bên trong tặng kèm. Mình có giường tủ, có giường rộng lên đến 2 mét, và kệ để tivi, bàn trang điểm, bàn làm việc. Phía trước mình có ban công rộng 1 mét, 1,4 mét. Mình ra bên ngoài mình vui chơi và hóng mát. Phía trên thì được anh chị ở nhà ốp nhựa và gỗ trang trí rất là đẹp. Khu nhà lầu đồng bộ cao cấp, nằm tại trục đường Phan Huy Ích, thông sang trục đường Phạm Văn Bạch, thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Và chỉ với giá 14 tỷ 480 triệu đồng, còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp, đã được anh chị chủ nhà thiết kế tặng kèm full nội thất bên trong, và được thiết kế tới một trệt một lửng và tới 4 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có phòng khách, phòng bếp, cũng như gara để xe hơi, và mình có tới 5 phòng ngủ, 7 nhà vệ sinh, và phòng thờ, phòng giặt, cũng như sân thượng phía trước và sân thượng phía sau. Thì căn nhà mình sẽ có một cái phòng karaoke, cũng như một cái phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm. Và không gian phòng ngủ căn nhà mình với bề dài lên đến 18 mét được anh chị nhà thiết kế rất là đẹp, rất là dài và rất là rộng, với giường rộng lên đến 2 mét, và được anh chị nhà thiết kế full nội thất. Phía sau mình có giếng trời để lấy gió và ánh sáng, nhà vệ sinh, phòng ngủ phía sau căn nhà rất là thoáng, có cửa sổ để mở ra bên ngoài. Với một căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất, nằm tại trục đường Phan Huy Ích, thông qua trục đường Phạm Văn Bạch, thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý nhà hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý nhà hàng đi xem. Những căn nhà được thiết kế có thang máy tại khu vực này, và khu vực này thì nhà đất Hoàng Tín đang có một số căn với giá từ 12 tỷ 800 triệu đồng cho đến 14 tỷ là quý nhà hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà được thiết kế có thang máy, và có diện tích của căn nhà rộng lên đến ngang 4 mét và chiều sâu căn nhà lên đến 18 mét, và được anh chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất. Thì quý hàng đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Khu này thì mình có khoảng độ gần 100 căn, và đã được các hộ gia đình mua về đây ở và đã sinh sống được tầm cỡ khoảng 50% rồi. Thì quý nhà hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý nhà hàng đi xem một căn nhà được thiết kế có thang máy rất là đẹp này. Khu này thì mình
Có tới mấy căn nhà được thiết kế có thang máy với đủ tất cả các hướng. Thì mình có hướng chính đông, chính bắc, chính nam và chính tây với bốn hướng để khách hàng lựa chọn. Một khu nhà lầu được thiết kế có thang máy, và trong khu này thì những căn có thang máy thì giá sẽ cao hơn một chút, và những căn không có thang máy thì giá sẽ mềm hơn, chỉ với giá từ 9 tỷ 8 tỷ 900 triệu đồng cho đến 14 tỷ là khách hàng đã sở hữu cho mình một trong những căn nhà được thiết kế có thang máy. Và những căn nhà có diện tích ngắn hơn một chút thì được các anh chị thiết kế không có thang máy thì giá mềm hơn một chút, với diện tích ngắn hơn một chút và chỉ với giá từ 8 tỷ 900 triệu đồng cho đến 14 tỷ là khách hàng đã sở hữu cho mình. Những căn nhà đẹp nằm tại khu vực quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Với căn nhà được thiết kế với công năng sử dụng rất là nhiều. Mình vừa trải qua không gian 4 phòng ngủ chính của căn nhà, và phía bên trên này là khu vực lầu 3. Khu vực phía bên trên này mình sẽ có phòng thờ ở phía trước, sân thượng ở phía trước, cũng như phía sau căn nhà mình thì được các chủ nhà thiết kế có một cái phòng karaoke, phòng karaoke ở phía sau lầu 4 của căn nhà. Cái nhà được thiết kế rất là đẹp, với nội thất rất là cao cấp và cầu thang máy đi lên đến tận sân thượng rất là thuận tiện. Và đây là khu vực không gian phòng karaoke mà nhà đất Hoàng Tín đang muốn giới thiệu đến cho khách hàng, với không gian phòng hát rất là rộng, rất là dài, được các chị nhà thiết kế cho mình, có những bộ bàn rất là dài để mình có thể cùng hát một lúc lên đến khoảng độ 15 đến 20 người, và có nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện, có cửa sổ để mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng. Thì quý nhà đang xem video như đang quan tâm đến căn nhà này thì nhân ta liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý hàng đi xem, cũng như để quý hàng có thể sở hữu cho mình một một căn nhà được thiết kế có thang máy và một cái phòng ca với nội thất cao cấp nhất năm 2022, được anh chị nhà thiết kế để tặng kèm, cũng như để cho quý hàng khi quý hàng sở hữu căn nhà đẹp này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực phía bên trên, khu vực lầu 4 căn nhà mình sẽ có một cái phòng bếp ở phía trước sân thượng phía trước của căn nhà. Đây là khu vực phía bên trên sân thượng phía trước căn nhà, mình sẽ có một cái phòng bếp ở phía bên trên này và một cái sân thượng rất là lớn ở phía bên trên này để gia đình mình có nhu cầu mở tiệc ăn nhậu cuối tuần thì mình có thể lên khu vực ở phía bên trên này rất là thuận tiện. Với căn nhà được thiết kế tới một trệt một lửng và 4 lầu, căn nhà này thì cao nhất khu này và đẳng cấp nhất cái khu này, cho nên là đang có một cái giá là 14 tỷ 480 triệu đồng, 450 triệu đồng, 14 tỷ 480 triệu đồng. Thì quý hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà có thang máy, có trọng tải lên đến 500 kg và thiết kế lên đến tận sân thượng. Đây là khu vực sân sau căn nhà, một căn nhà được thiết kế và nó cực kỳ là đẳng cấp, và với diện tích căn nhà lên đến 18 mét thì mình sẽ có những cái khoảng sân phía trước, khoảng sân phía sau rất là dài, và khu vực ở phía sau này thì được anh chị nhà trừ ra 1 mét ở phía sau để mình lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Bên trên thì được anh chị nhà lợp cho mình có những cái song sắt đan kiểu rất là đẹp, và có cầu thang để đi lên trên mái, mình có thể lên trên để mình thăm bồn nước ở phía bên trên. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.